Vâng, thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 4, bão Noru được dự báo là rất mạnh và nằm trong số những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Trung trong vòng 20 năm qua. Vậy cơn bão này sẽ ảnh hưởng như thế nào vào đất liền và hoàn lưu bão sau đó có gì đáng lo ngại hay không? Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phần trò chuyện của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ với dự báo viên của cơ quan khí tượng. Bão Noru đã vượt qua đảo Luzon của Philippines, hiện đang ở Biển Đông và đang hướng vào các tỉnh ven biển miền Trung của nước ta với một hướng đi rất nhanh và cường độ mạnh. Và để tìm hiểu rõ hơn về những tác động mà cơn bão này sẽ ảnh hưởng tới đất liền thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bà Lê Hải Yến là trưởng phòng dự báo tác động công ty cổ phần giải pháp thời tiết Weather Alert. Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình ạ. Thưa bà, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nhận định rằng đây là một cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Vậy thì bà cho biết rằng là cơn bão này khi vào đất liền thì sẽ gây ra những cái sức ảnh hưởng như thế nào ạ? Theo kịch bản mới nhất của các cái mô hình dự báo trên thế giới cũng như nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì bão Noru sẽ có thể đạt được cường độ tới cấp 13, 14, giật tới cấp 16, 17. Thông thường thì những cơn bão có hướng di chuyển thẳng đến đất liền các tỉnh ven biển Trung Bộ đạt cường độ mạnh như vậy thì sức ảnh hưởng của nó tới các cái tỉnh này rất là mạnh. Và bão hiện tại thì đang di chuyển rất nhanh hướng đến các cái tỉnh ven biển Trung Bộ. Những cơn bão thông thường di chuyển với tốc độ nhanh và mạnh như vậy thì sức ảnh hưởng của bão đến các tỉnh ven biển Trung Bộ cũng như là các cái tỉnh Tây Nguyên là rất mạnh. Vùng ảnh hưởng của bão thì không chỉ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh ven biển ở Trung Bộ mà còn ảnh hưởng lớn đến các cái tỉnh ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Bão sẽ gây ra sức gió mạnh kèm theo mưa lớn cho các cái tỉnh này. Ngoài ra thì ảnh hưởng của bão kết hợp với cả chiều cường có thể sẽ khiến cho nước biển ở các tỉnh ven biển Trung Bộ dâng cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con ngư dân ở cái ven biển Trung Bộ. Sau bão thì hoàn lưu sẽ gây ra mưa lớn và sạt lở đất. Vậy đối với cơn bão Noru này thì sao ạ? Hoàn lưu sau bão sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào? Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì dự kiến là khoảng độ đêm 27 và rạng sáng ngày 28 thì bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ. Sau khi bão đi vào sâu vào đất liền thì hoàn lưu bão tan đi, mưa ở các tỉnh này sẽ giảm dần. Tuy nhiên thì vùng mưa sẽ mở rộng lên phía Bắc, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Mưa lớn xảy ra có thể kéo dài từ ngày 28 cho đến ngày 30 tháng 9 và một số điểm mưa to có thể gây ngập úng tại các cái khu vực nói trên. Trong lịch sử thì từng có cơn bão nào đã có cường độ như cơn bão Noru này hay chưa và cái sức ảnh hưởng của nó như thế nào ạ? Bão Noru được nhận định là một trong những cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 20 năm gần đây. Nó tương đương với cả sức ảnh hưởng của cơn bão Sang Sen diễn ra vào năm 2006 và cơn bão Kesala xảy ra vào năm 2009. Đấy là những cái cơn bão mà cũng có hướng di chuyển thẳng về khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với cường độ rất mạnh. Những cơn bão này đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề về người và của cho người dân nơi đây. Số người thiệt mạng đã lên đến gần 100 người với tình trạng lũ lụt xảy ra do bão. Những cái thiệt hại được thống kê rất là nặng nề. Chỉ còn vài giờ nữa thôi thì bão sẽ di chuyển đến các tỉnh ven biển miền Trung của nước ta. Dự báo đảo Cù Lao Chàm của tỉnh Quảng Nam cũng như là đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi thì sẽ là khu vực đầu tiên hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão này. Vậy bà có khuyến cáo gì đến người dân địa phương cũng như là bà con nông ngư dân ở đây ạ? Khoảng đêm mai 27 tháng 9, bão sẽ di chuyển đến vùng ven biển của các tỉnh Trung Bộ. Do đó, bà con nơi đây hết sức lưu ý phải liên tục cập nhật các cái thông tin dự báo trên báo đài và tuân thủ theo những cái khuyến cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương. Nếu cần phải sơ tán thì phải sơ tán đến nơi an toàn. Quá trình mà bão đi di chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến bà con nơi đây thì tuyệt đối không được đi ra đường để tránh những cái thiệt hại do bão gây ra. Ngoài ra thì các cái hoạt động của tàu thuyền ở cái khu vực quanh vùng biển này là bà con phải di chuyển vào nơi neo đậu an toàn, không gia cố các cái lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và gia cố nhà cửa để bảo vệ tính mạng cũng như là tài sản một cách tốt nhất.
Tôi muốn nhấn mạnh với bà con rằng đây là một trong những cơn bão có cường độ mạnh nhất trong vòng 20 năm vừa qua. Cường độ gió mạnh gây ra có thể giật lên đến cấp 16-17. Đấy là một cường độ rất mạnh, có sức tàn phá cực kỳ lớn. Vâng, một lần nữa cảm ơn bà với những chia sẻ hữu ích vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua đang tiến vào Biển Đông, đe dọa nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Và trước diễn biến của cơn bão Noru, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương về phòng chống thiên tai liên tiếp ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó cơn bão nguy hiểm này. Các bản tin bão cũng liên tục được cơ quan khí tượng thủy văn cập nhật. Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh và dự báo sức gió cấp 13, 14, giật cấp 16 và sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền ở khu vực miền Trung. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan, đặc biệt là các tỉnh thành miền Trung, tập trung dành ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống lụt bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, theo dõi sát diễn biến của cơn bão, triển khai nghiêm các công điện chỉ đạo phòng chống bão của Trung ương. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, kêu gọi bằng được tàu thuyền, ngư dân vào nơi neo đậu an toàn, không ra khơi đánh bắt hải sản trong vài ngày tới. Kiểm tra kỹ, có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, an toàn đê điều, hồ đập, lồng bè, thủy sản. Sau bão thường có mưa lớn nên phải đặc biệt chú ý đề phòng sạt lở đất, lũ quét, có phương án di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bão. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan có mặt tại miền Trung để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4. Thủ tướng nêu rõ, các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa để bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản của người dân, của nhà nước trong bối cảnh thời tiết biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã có công văn cho học sinh nghỉ học để tránh bão. Theo đó, thì Sở này yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo viên, học viên giáo dục thường xuyên ở trên địa bàn của tỉnh nghỉ học ngày 27 tháng 9 để phòng tránh bão, triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của các trường học ở trên địa bàn tỉnh. Và cùng ngày thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau bão. Thông báo cho các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 7 giờ ngày 27 tháng 9 cho đến khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại Quảng Trị, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh này dự kiến phương án cho học sinh các cấp nghỉ học từ chiều 27 tháng 9. Thời gian nghỉ sẽ tùy thuộc vào diễn biến của thời tiết sau khi bão đổ bộ.